bài viết xét lại lịch sử đang được bảo kê chống lưng để lớn dần từng bước một hủy hoại nền tảng tư tưởng của đảng bài viết của trịnh lê hoài nam những cũ soạn lại và chúng đã thành công khi phớt lờ sự phẫn nộ của dư luận chúng ta chưa quên mới đây thôi năm 2021 phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thế kỷ chính là người bảo trợ ký quyết định công chiếu bộ phim mang tính chất xét lại, viết lại, xuyên tạc, sửa sự cách mạng Việt Nam với sự kiện ngày chiến thắng 30 tháng 4/1975 có tựa đề "Chuyện thật trưa 30 tháng 4/1975" của nhóm làm phim Phạm Việt Tùng, Trần Đăng Khoa trên kênh VTC1 và kiên quyết không thay đổi quyết định này sau đó. Khi làm việc này, Nguyễn Thế Kỷ đang là tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam chủ tịch hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương và vừa rời ghế quyền lực ủy viên trung ương đảng khóa 12. Lợi dụng cương vị của mình khi ấy, Nguyễn Thế Kỷ đã lách luật, biến một bộ phim lậu không có giấy phép phát hành trở thành bộ phim được phát hành công khai bởi sự cho phép của tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam VOV. Cũng chính Nguyễn Thế Kỷ với quyền sinh quyền sát trong tay là Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, đã bảo trợ cho phép bộ phim này đường hoàng tham gia Liên hoan phim quốc gia. Trong kỷ yếu của Liên hoan phim quốc gia 2021, chúng đã công khai đăng bài giới thiệu quảng bá với hình ảnh lời bình bài viết mang tính sỉ nhục, miệt thị trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Xuân Thệ, rất chi là văn hóa nghệ thuật. Và hôm nay, bổn cũ soạn lại, chúng đang phớt lờ ý kiến sự phẫn nộ của đông đảo quần chúng nhân dân về chiêu trò mượn phim ảnh xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo cách mạng của đảng Cộng sản Việt Nam mà bộ phim Đất rừng phương Nam mang sứ mệnh của âm mưu thâm độc này. Hèn chi, văn học nghệ thuật và lịch sử nước nhà càng ngày càng bị bôi bẩn không còn gì bẩn hơn. Ai, kẻ nào gan to đang bảo kê chống lưng cho bọn chúng những chuyện tay trời này. Ai, cơ quan có trách nhiệm nào đang nhắm mắt làm ngơ, gián tiếp đồng lõa với giặc sử, gặm nhấm làm tha hóa nền tảng tư tưởng của đảng. Mặt cuối nghiêng, mặt ngoảnh sau, quay theo tám hướng hỏi trời sau, một câu hỏi lớn không lời đáp, cho đến bây giờ mặt vẫn trao. Đau đớn thay cho những người đang nặng lòng bảo vệ chế độ và thành quả cách mạng của ông cha.